Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách tạo ra một khối lập phương đơn giản. Và đây mình sẽ giới cái khối lập phương được tạo bởi 6 mặt bởi là hình vuông. Và đây chúng ta sẽ xem, đây cái khối lập phương mà được tách ra sẽ tách bởi 6 hình vuông, 2 3 4 5 6, đó kiểu như thế. Xong rồi mình sẽ gấp tạo ra làm sao để tạo ra một cái hình lập phương hoàn chỉnh. Và chúng ta sẽ vẽ trên nền bìa cứng hoặc là trên bìa vỡ ha. Mình đã vẽ trên cái bìa vỡ của mình thì đây chính là cái hình mà mình tách ra cái hình lập phương đó. Đó, thấy không các bạn, thấy không đó. Xong rồi các bạn sẽ dùng băng keo hai mặt để các bạn dán cái mặt bên ngoài của cái hình lập phương đó, cái hình mà mình được gì, và cho mặt khi và cái hình này các bạn sẽ gấp sao cho cái đáy ở đây là hình vuông, cái đáy hình vuông đây là cái đáy mà trung tâm này nè, 1 2 3 đến từ bên phải qua thì đây chính là đáy trung tâm. Các bạn sẽ gấp cứ mỗi hình vuông các bạn gấp này gấp cứ hình vuông này gấp cái kế cái hình vuông kia đó, các bạn thấy không đó. Các bạn sẽ dán băng keo hai mặt ở những vị trí ở bên ngoài nè để các bạn gấp vào dán sẽ dễ hơn ha. Và mình sẽ dán cho các bạn xem ha. Đây, lấy cái hình vuông này làm trung tâm nè. Đó. Mình sẽ tạo ra được một hình lập phương gần như hoàn chỉnh ha. Đây xong, mình đã tạo ra được một cái hình lập phương gần như hoàn chỉnh ha. Đây mình đã tạo xong được một cái hình lập phương hoàn chỉnh đây, các bạn thấy không đó, cái hình lập phương gần như hoàn chỉnh, bạn thấy không. Và mình chào các bạn nha.